Những sao Việt MV giả tình thật khiến fan bấn loạn. Đã không ít lần showbiz chứng kiến rất nhiều cặp đôi MV giả tình thật sau những lần hợp tác chung trong các sản phẩm âm nhạc. Hương Tràm, MV Em Gái Mưa của Hương Tràm sau khi ra mắt đã trở thành hit lớn trong thời gian qua. Giai điệu dễ nghe về lời và hát đánh đúng tâm lý phổ thông của người trẻ đã giúp ca khúc tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong công chúng. Nhờ đó, tên tuổi của Mai Tài Phến, người đóng vai nam chính của MV đã được cộng đồng mạng tìm kiếm. Hình ảnh thầy giáo đẹp trai mặc sơ mi trắng chở cô học trò nhỏ dưới mưa đã khiến nhiều thiếu nữ thổn thức vì quá lãng mạn. Từ cảnh quay cho đến diễn xuất của các diễn viên trong MV đều được khán giả hết lời khen ngợi, trong đó gây chú ý hơn cả là nam thần sơ mi trắng vào vai thầy giáo trẻ. Phong cách thời trang của thầy giáo trẻ làm toát lên vẻ bảnh bao và lãng tử. Cũng mới đây, cư dân mạng bắt gặp những hình ảnh khá tình cảm của quán quân The Voice mùa thứ nhất cùng với bạn diễn chung MV Mai Tài Phến. Những bức hình này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ cũng như khán giả. Nhiều nghi vấn cho rằng cả hai đang có mối quan hệ phim giả tình thật. Hương Tràm, Mai Tài Phến bị bắt gặp tay trong tay trong một trung tâm mua sắm Sài Gòn. Sau nhiều lần bị phát hiện đi cùng nhau, Mai Tài Phến đã lên tiếng xác nhận có mối quan hệ vượt mức tình bạn nhưng chưa phải tình yêu với Hương Tràm. Kim Lý, Hồ Ngọc Hà. Sau khi MV Cả Một Trời Thương Nhớ ra mắt, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận bởi những nụ hôn cực nóng bỏng trong MV. Chính vì diễn xuất quá tình tứ cùng hàng loạt những hành động đầy ẩn ý, cả hai vướng phải tin đồn phim giả tình thật. MV Cả Một Trời Thương Nhớ kể về chuyện tình cảm đẹp của một cô ca sĩ phòng trà và anh chàng sĩ quan quân đội. Trong một lần nghỉ phép, anh chàng sĩ quan đã bất ngờ gặp cô và mê mệt vẻ đẹp cùng tình yêu nồng nàn nhưng đầy kiêu kỳ của cô nàng. Tình yêu chớm nở và cả hai đã trải qua quãng thời gian quá đỗi ngọt ngào và lãng mạn. Cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ, chuyện tình của họ cũng dừng lại trong nuối tiếc và để lại cả một trời nhớ thương. Nghi án bắt đầu khi khán giả phát hiện Kim Lý check-in tại nhiều địa điểm tương tự Hồ Ngọc Hà khi cô sang Mỹ lưu diễn hồi tháng 7 hay những chuyến đi khác. Trong chuyến đi này, nữ ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh chụp bàn tay một người đàn ông và kể lại câu chuyện được một người động viên khích lệ vượt qua nỗi sợ độ cao để lên khinh khí cầu. Người đàn ông bí ẩn này được cho là Kim Lý. Kevin Khánh, Khởi My. Phim ngắn ca nhạc của Khởi My trình làng năm 2013 chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự hợp tác của nữ ca sĩ và Kevin Khánh. Được đầu tư về nội dung và bối cảnh, MV Gửi Cho Anh là câu chuyện hài hước về mối tình đầu trong trẻo của đôi bạn cùng trường. Khởi My và Kevin Khánh được nhiều người đánh giá là rất đẹp đôi. Sau Gửi Cho Anh, cả hai nhiều lần đứng chung sân khấu ca nhạc và không ít lần biểu diễn rất tình tứ. Ở đời thường, Khởi My và Kevin Khánh cũng vô cùng thân thiết. Các fan của Khởi My và Kevin Khánh đều biết lên trang cá nhân, cặp đôi này thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên nhau mọi lúc gặp gỡ. Sự thân thiết trên mức tình bạn của Khởi My Kevin Khánh khiến fan nghi ngờ mối quan hệ thực sự giữa cả hai. Khởi My Kevin Khánh trước đây luôn phủ nhận nghi vấn hẹn hò, tuy nhiên mới đây cặp đôi đã bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi. Thông tin từ một người bạn thân cho biết, đám hỏi giữa Khởi My và Kevin Khánh là có thật, không phải quay MV hay đùa giỡn. Theo như tiết lộ, cặp đôi này sẽ chính thức về chung nhà vào tháng 11 sắp tới. Lý Hải, Minh Hà. Lý Hải và Minh Hà lần đầu gặp mặt khi nam ca sĩ mời cô đóng minh họa cho MV Kiếp Phong 3 vào năm 2002. Tuy nhiên, Lý Hải từng tâm sự rằng lúc ấy Minh Hà chỉ mới 17 tuổi và còn quá nhỏ để yêu đương, nên nam ca sĩ gốc Tiền Giang chỉ xem cô như một người em gái thân thiết. Thế nhưng Minh Hà và Lý Hải dường như rất có duyên khi 2 năm sau, nam ca sĩ tiếp tục được bạn bè giới thiệu Minh Hà cho vai nữ chính trong Trọn Đời Bên Em Vol 5. Lúc ấy, trong mắt Minh Hà, Lý Hải dù hơn cô đến tận 17 tuổi nhưng lại rất trẻ trung, nhiệt tình. Ngoài ra, thái độ nghiêm túc trong công việc và luôn trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu của Lý Hải đã khiến trái tim cô hot girl đập loạn nhịp. Tình cảm của cả hai đến nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng lại chân thành và sâu đậm. Trong thời gian hẹn hò, Lý Hải cũng từng giới thiệu Minh Hà trước công chúng trong một chương trình ca nhạc. Trải qua thời gian tìm hiểu nhau, sau khi hoàn thành việc học ở Anh, Minh Hà về nước và cả hai đã tổ chức đám cưới. Tài sản lớn nhất của tôi là vợ và con, cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc, bình yên và giản dị như bao người, Lý Hải nói. Những scandal ồn ào của Tâm Tiết trước khi khẩu chiến với Mai Gia. Ngoài vẻ xinh đẹp, quyến rũ, giỏi giang trong kinh doanh, không ai có thể phủ nhận, Tâm Tiết còn được mọi người biết đến với những scandal đầy sóng gió. Tâm Tiết tên thật là Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng từ năm 2008
Khi trào lưu hot girl mới được hình thành, sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương, thanh tú nụ cười rạng rỡ, tâm tiết được rất nhiều người yêu mến. Cô khai đắc xô chụp ảnh cho báo tạp chí quảng cáo và ngày càng phủ sóng hình ảnh rộng rãi trong giới trẻ. Ngoài những cuộc tình chóng vánh đầy sóng gió, thì trước đây cô cũng có những scandal gây nên không ít xôn xao trong cộng đồng mạng trước khi giải nghệ. Tâm Tiết và anh trai Bảo Thi. Sau ồn ào tình cảm với cầu thủ bóng đá Sĩ Mạnh, cuối năm 2013, Tâm Tiết và anh trai Bảo Thi Thế Bảo chính thức hẹn hò. Cả hai nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì rất tình cảm và đẹp đôi. Họ thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong các sự kiện và còn cùng chung vốn mở quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 năm hẹn hò, Thế Bảo và Tâm Tiết đường ai nấy đi và kéo theo đó là những xích mích giữa hai người. Kèm theo đó là những ồn ào do bạn bè, người nhà của hai bên liên tiếp đưa ra những bằng chứng bảo vệ người thân của mình. Thế Bảo cho biết trong 3 tuần đầu làm quen Tâm Tiết, anh tiêu tốn khoảng 200 triệu đồng. Anh còn giúp cô bạn gái chuyển sang sống một chung cư sang trọng, mua những món đồ đắt tiền mà Tâm Tiết yêu thích. Thế nhưng hot girl Hà Thành vẫn chưa vừa lòng và thường xuyên sử dụng bạo lực vì ghen tuông vô cớ. Đây được xem là một trong những scandal lớn của showbiz năm 2014. Tâm Tiết ăn mặc phản cảm đi xem bước nhảy Hoàng Vũ. Vào năm 2013, Tâm Tiết đi xem đêm nhạc, bước nhảy Hoàng Vũ với phong cách thời trang trẻ trung và rất cá tính. Nhưng sau khi để ý, mới thấy rằng khẩu hiệu đồng bộ trên áo và mũ của cô ca sĩ mang những dòng chữ có tính chất rất nhạy cảm. Ngay sau đó, cư dân mạng đã truyền tay nhau hình ảnh phản cảm và bắt đầu có cái nhìn khác với hình ảnh của một cô hot girl trong sáng mà trước giờ Tâm Tiết xây dựng. Tâm Tiết ăn nói vô lễ với đạo diễn Lê Hoàng. Xuất hiện trong một chương trình phát sóng trên truyền hình, Tâm Tiết đã có một cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng về chủ đề người thứ ba. Tuy nhiên, cách anh nói trống không, thậm chí không kính nể đối với đạo diễn đáng tuổi cha chúng mình đã khiến Tâm Tiết hứng không ít gạch đá của khán giả. Phần lớn đều cho rằng cách nói chuyện của cô rất vô lễ. Tâm Tiết văn tục trên mạng xã hội. Vào năm 2014, Tâm Tiết khiến nhiều người sửng sốt khi ông ngần ngại văn tục trên trang cá nhân do bị người khác lăng mạ. Những lời lẽ mày tao, chúng mày khiến khán giả vô cùng hoang mang, bởi từ trước tới nay, Tâm Tiết luôn giữ được hình ảnh trong sáng của một cô hot girl Hà Thành. Tâm Tiết và Maya. Mới đây, showbiz Việt đã một phen náo loạn vì cuộc chiến giữa Maya và Tâm Tiết sau những màn chặt chém nảy lửa giữa hai người đẹp trên Facebook. Cũng như việc nữ ca sĩ Maya thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình dài 7 năm với danh nhân Ngọc Thành, chồng của Tâm Tiết. Hiện tại, cuộc khẩu chiến giữa Maya và Tâm Tiết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hải Băng không thích con riêng của chồng gọi bằng mẹ và nói thẳng với bé điều này. Hải Băng thẳng thắn chia sẻ về cách đối xử cũng như xưng hô với con riêng của chồng và diễn viên Diệp Bảo Ngọc. Hải Băng từng là nghệ sĩ hoạt động tích cực ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Tuy nhiên, từ khi xác nhận yêu diễn viên Thành Đạt, chồng cũ hoa khôi Diệp Bảo Ngọc từ tháng 8 2016, giọng ca Viên Đá Nhỏ gần như lặn mất tâm khỏi showbiz Việt. Cuối tháng 3 vừa qua, làng giải trí xôn xao với thông tin Hải Băng đã đính hôn và sinh con đầu lòng với Thành Đạt. Trong cuộc trò chuyện gần đây, Hải Băng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại của mình. Vì sao suốt thời gian qua, chị không tham gia bất kỳ hoạt động sự kiện giải trí nào? Tôi mới sinh con đầu lòng và bé bây giờ mới được 7 tháng thôi. Tôi cũng hạn chế tham gia các hoạt động được 2 năm. Chị có ý định tái xuất không hay muốn giải nghệ luôn? Thực ra tôi luôn mong muốn sẽ sớm quay trở lại làng giải trí. Nhưng mọi người biết, bây giờ các chị em đồng nghiệp của tôi ra sản phẩm hay lắm. Mình nghỉ 2 năm rồi, nếu muốn trở lại, cũng cần có dự án châu chuốt kỹ lưỡng hơn, chứ không ra đài cho xong được. Ông xã Thành Đạt có định hướng gì cho chị sau khi hai người đính hôn và sinh con không? Ông xã thì luôn nghĩ rằng, thôi bây giờ tôi có con rồi thì không cần phải lo về vấn đề kinh tế và ở nhà chăm sóc gia đình là được. Nhưng trong suy nghĩ của tôi thì trước sau gì, mình cũng sẽ quay lại với âm nhạc thôi vì đó là đam mê. Sinh con xong, cuộc sống sẽ phát sinh thêm nhiều thứ phải chi tiêu. Vì sao hai vợ chồng chị lại rất tự tin về vấn đề kinh tế? Vì chồng tôi có làm thêm kinh doanh nữa nên cuộc sống cũng ổn. Nhưng trước giờ tôi luôn là người tự do về tài chính. Tiền mình kiếm ra và mình tiêu thì mình sẽ thích hơn. Chị có cảm thấy áp lực khi bây giờ ông xã là người mang lại thu nhập chính cho gia đình? Tôi không áp lực gì cả vì anh ấy là đàn ông mà. Từ khi về chung một nhà, cuộc sống của chị và Thành Đạt có nảy sinh thêm vấn đề gì trong cuộc sống hay không? Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, nhưng thường thì cặp đôi nào cũng thế. Đã bao giờ chị hối hận về chuyện lập gia đình chưa? Cũng không có chuyện gì xảy ra đến mức tôi phải hối hận cả.
hiện tại mối quan hệ của chị và bé Kit, con riêng Thành Đạt như thế nào, cháu gọi chị là gì khi xưng hô. Bé Kit gọi tôi là cô, thực tế tôi không thích bé gọi là mẹ, và nói luôn với Kit rằng mẹ bé chỉ có một mình Diệp Bảo Ngọc thôi. Đặt mình vào vị trí của mẹ bé Kit, tôi cũng sẽ không muốn con mình gọi vợ sau của bố là mẹ. Có khi nào chị khó chịu khi Thành Đạt quan tâm bé Kit nhiều hơn là con chung không? Nếu anh Thành Đạt quan tâm chăm sóc bé Kit nhiều hơn thì cũng đúng thôi, tại vì thời gian Kit ở với bố chỉ có 3 ngày cuối tuần. Dù công việc anh Đạt luôn bận rộn thế nào đi chăng nữa, thì đến ngày cuối tuần, tôi cũng nói anh ấy hãy dành thời gian để đi chơi với con. Còn suy nghĩ của chị về việc Thành Đạt vẫn đang chu cấp hàng tháng cho con riêng, đó là trách nhiệm của anh Đạt, nếu anh không làm thì tôi cũng sẽ bắt anh ấy phải làm. Khi anh Đạt có trách nhiệm với bé Kit thì cũng sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi.